Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thời gian rất là mau và cái câu chuyện ngày tuần lễ hôm nay với anh Phạm Gia Đại, một tác giả của cuốn sách Những người tù cuối cùng và là một người bình luận về chính trị trong truyền thông hải ngoại, thì anh Phạm Gia Đại có những cái ưu tư như thế nào đối với cái vận mệnh Việt Nam hiện nay và cái nhận định của anh đề nghị như thế nào đối với cái nền tảng văn hóa Việt tại hải ngoại và mình cần phải làm gì? Thưa chị, có hai cái điểm chúng ta cần đề cập ở đây. Là thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái thực tại bây giờ nó đang như thế nào và chúng ta cần phải làm cái gì đối với thực tại đó. Thực tại bây giờ như tôi vừa trình bày rồi ấy, thì là Việt Nam đang có nguy cơ trở thành ngôi sao thứ năm trên cái lá cờ của Trung Cộng. Tại sao như thế? Là bởi vì trong cái thời gian mấy thập niên qua mình nhìn thấy rõ ràng rằng là phía Việt Nam đã cứ nhượng dần đất và biển cho tàu và mở cửa cho họ vô như thế nào. Rõ ràng là những hành động đó là chuẩn bị cho cái việc đón người tàu vô đây để mà lấy đất nước của mình. Và bây giờ nhìn trở lại bốn cái ngôi sao trên đó, chúng thấy nó là người người Mãn, Hồi, Mông, Tạng, bốn cái dân tộc bây giờ đang nằm trong cái gọng kìm của Trung Cộng và không dãy giụa gì được hết á. Bởi vì bây giờ mình phải nhìn thấy cái âm mưu của người tàu bây giờ nó vô cùng thâm độc hơn ngày xưa thời thời các triều đình ngày xưa của Nam Hán đó, so với bây giờ không ăn thua gì cả. Bởi vì bây giờ họ có những cái cách họ ấy đồng hóa mà vô cùng là tinh vi và vô cùng là thâm độc. Thí dụ như người Mãn Thanh ngày xưa đã là một dân tộc hùng mạnh, đã từng cai trị nước Tàu trong mấy thế kỷ, mà hồi đó đem quân qua đánh Việt Nam mình nữa. Và hồi mình nhớ rằng bây giờ là anh hùng dân tộc của mình là Hoàng đế Nguyễn Huệ đó, đã xua quân ra Bắc Hà và đánh tan quân Thanh ngoài đó, trận Đống Đa chẳng hạn, cũng vào thế kỷ thứ 18 đó. Thì người Mãn Thanh mạnh đến như thế, cai trị người Tàu trong 2 3 thế kỷ, thế mà bây giờ người Mãn Thanh đã trở thành thiểu số. Và bây giờ cái dân số họ từ 20 mấy triệu xuống còn có khoảng là 8 triệu bao nhiêu. Là lý do đơn giản, cái đó điều đó xảy ra với người Hồi, tức là người Duy Ngô Nhĩ ở trên Tân Cương, cũng xảy ra y hệt như vậy. Nó xảy ra với người Mông Cổ, người Nội Mông ngày xưa đã Tây Tạng. là Mông Cổ, là Nội Mông đó là cái xứ ngày xưa đã là vô cùng hùng mạnh, nó đi chiếm cả qua đến châu Âu á, mà đến bây giờ đó cũng là nằm một ngôi sao ở trên đó, và bây giờ dân số còn có 3 triệu mấy thôi. Rồi đến người Tây Tạng cũng vậy, bây giờ cũng còn khoảng trên mấy triệu thôi. Thì cái đấy là những con số chúng ta được biết thôi, thật sự có thể thực tế nó còn còn xa hơn nữa. Thì cái hiểm họa chúng ta nhìn thấy bốn cái ngôi sao đó là chúng ta nhìn thấy hiểm họa nó như thế nào. Là bây giờ người Tàu đó họ có cái chính sách của họ đó, họ muốn diệt chủng nó dễ lắm. Tất cả đàn ông thanh niên trong vùng họ đưa lên cái vùng xa xôi sa mạc Lấy vợ hay về. những cái nơi khác, cắt ly khỏi cái xã hội đó, sống trên đó và chết trên đó. Còn những đàn bà con gái ở đây thì họ đưa mấy chục triệu người Tàu qua ở và lấy, cứ pha giống dần một hai thế hệ là mất hết. Đứa con sẽ lấy họ của bố thành người Tàu hết. Và cái âm mưu thâm độc của họ như vậy là họ đang áp dụng thành công đối với những cái bốn ngôi sao đó, Mãn, Hồi, Mông, Tạng đó. Và bây giờ đó, nếu Việt Nam mà rơi vào tình trạng đó, Việt Nam cũng bị y hệt như vậy. Và đến khi đó, dưới họng súng họ sẽ không cựa quậy được. Bởi vì tôi có viết một bài tôi nói rằng nếu cái trường hợp mà xảy ra hàng chục triệu người sẽ chết chứ không phải là ít đâu. Bởi vì rằng họ sẽ tiêu diệt bằng được tất cả người nào đứng lên chống họ, để những người còn không chống họ thì sẽ bị đồng hóa. Đây là cái nguy hiểm của đất nước của mình bây giờ, mà mình mọi người phải nhìn thấy cái điều đó. Chính vì thế mà đồng bào trong nước người ta nhìn thấy điều đó, người ta mới bùng lên như vậy. Và họ đã bị đàn áp, những nhà tranh đấu đã bị khóa trái cửa lại không được ra chẳng hạn. Hay là những cái người mà biểu tình nó bị đánh đập giam giữ và như vậy là để gì, để đàn áp cái phong trào đó đi. Nhưng mà người dân trong nước đã nhìn thấy và hải ngoại chúng ta cũng đã nhìn thấy hiểm họa đó. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Những cái điều biểu tình đó là chúng ta cần thiết chúng ta phải làm để nói lấy phản kháng của mình. Tuy nhiên chúng ta cần thêm những cái hỗ trợ khác nữa để nó làm mạnh hơn, kéo dài hơn. Ví dụ như những chúng ta ở sở tại, chúng ta ở Mỹ, những người ở Canada, những người ở Đức, những nơi đồng bào chúng ta các nơi đó, chúng ta phải liên lạc với cơ quan chính quyền sở tại để xin hỏi giúp đỡ mình và hỏi ủng hộ các phong trào đấu tranh của mình. Thì bây giờ các phong trào đấu tranh của mình nó sẽ mạnh, nó có một cái tiềm lực nó mạnh, và từ đó mới mới chuyển lửa về quốc hội được. Giống như chúng ta sắp sửa tổ chức cái đêm chuyển lửa ở đây chẳng hạn, nên ca sĩ đến hát ở đây, mời đồng bào đến tham dự, mà hình như tuần tới là phiến đàn phỏng vấn phải không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta cần làm để hỗ trợ cho phong trào trong nước.
chứ không phải là chúng ta bên này chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm gì được hay là chúng ta không đóng góp gì được cả. Mỗi người đều đóng góp được cả. Ngay cả chương trình chúng ta nói ở đây chúng ta cũng đang đóng góp. Và những người mà bên ngoài người ta có tiếng nói của mình cũng là đóng góp, lên biểu tình cũng là đóng góp. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói gửi đến quý vị. Thật ra là Phiên Đan rất là đồng ý với anh Phạm Gia Đại về những điều anh đưa ra. Thế nhưng mà Phiên Đan cũng xin góp ý với quý vị mà nếu ở trong Việt Nam, chương trình này cũng có, ở Việt Nam cũng có xem, thì quý vị xem thì quý vị để đợi cho tới khi mà cái vấn đề mà an ninh mạng của nó bắt đầu hoạt động đó, thì chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau được nữa. Thì thưa quý vị, thứ nhất đối với Phiên Đan á, thứ nhất ngoài chuyện biểu tình, những người yêu nước xin làm ơn bỏ những cái bảng hiệu tàu xuống đi. Điều thứ hai, quý vị không mua bán với người du lịch Trung Quốc. Điều thứ ba, quý vị làm sao cho họ đừng vào Việt Nam du lịch nữa. Và cái điều mà quan trọng hơn hết mà Phiên Đan nghĩ rằng những cái vị nông dân đó đã bị lừa rất nhiều. Nó vào nó nói nó mua vỏ câu, mua cái này cái kia, thì quý vị cứ đốn hết, đó là nó muốn tiêu diệt hết nông sản Việt Nam. Để chúng ta không, chúng ta nghèo đó, chúng ta không có cái gì đạt thì nó mới dễ đổ hộ, phải không anh? Cho nên là rất là nhiều vấn đề mà lúa gạo hay là về nông sản của mình cũng đang bị cái tình trạng như vậy. Cho nên làm ơn quý vị ạ, mình yêu nước nhưng mà mình cũng phải sáng suốt. Thế nhưng mà quý vị đừng có vì một chút lợi của mình buôn bán, nó qua nước mình thì nó phải học tiếng của mình để nó hiểu được là cái văn hóa mình như thế nào, chứ đâu có thể nào mà nó bắt mình phải theo nó. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện chính mình đã làm cho mình bị mất đi những cái cơ hội để bảo vệ đất nước. Thế nhưng mà theo những cái điều đề nghị của anh Phạm Gia Đại thì Phiên Đan rất là đồng ý quý vị, ở trong nước và ngoài nước thì chúng ta bảo tồn cái văn hóa Việt của mình. Ngay cả thật ra đó, Phiên Đan biết có một số quý vị cũng không hài lòng trong cái thời điểm này mà những người Việt Nam mặc áo dài mà theo kiểu trường sản của tàu đó lộ ra, họ phần út ở bên ngoài họ rất là không thích. Cho nên quý vị ạ, chúng ta nên dần dần chúng ta phải biến đổi cái nền văn hóa Việt của mình, bảo vệ cái nền văn hóa Việt mình trong những cái cách tuyên truyền và trong mọi cái vấn đề của chúng ta là phải cẩn trọng. Là để chi, mặc dù là chúng ta thật sự chúng ta cũng không, người tàu cũng có rất là nhiều, người Đài Loan, người Hồng Kông, nhưng mà mình là người Việt, mình phải để cho cái nền văn hóa Việt nó mạnh mẽ, từ cách ăn mặc, từ cách nói và từ cách sống, từ ngôn ngữ nữa quý vị, để cho chúng ta thuần Việt một cách 100%, để chúng ta mới mạnh mẽ được trong cái vấn đề bảo vệ dân tộc Việt Nam. Có đúng không anh? Phiên Đan rất là nhiều khi cũng không có trả lời được, vì bởi có nhiều người người ta nói là tại sao cái cô đó mặc như thế này, cái cô đó mặc như thế kia, thì mình cũng không trả lời được, tại vì họ có thể họ mặc cái bộ đồ đó trước khi những cái cục diện này xảy ra. Nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra rồi thì quý vị nên chú ý để mà mình thấy rằng là mình là người Việt Nam, phải không anh? Vâng. Anh có điều gì nói nữa không? Vâng, thưa chị, trước cái tình hình mà chúng ta gọi là tình hình dầu sôi lửa bỏng ở trong nước, và nhiều nhà bình luận cũng nói đây là cái tình hình mà gọi là thù trong giặc ngoài. Chưa bao giờ đến đâu chúng ta bị như vậy. Ở bên trong thì họ dâng đất cho tàu, bên ngoài thì nó nhăm lăm le, nó lấy đất nước của mình. Hai bên nó bắt tay nhau. Thì trong tình trạng đó là người Việt chúng ta bị du vào tình thế vô cùng khó khăn. Mà như tôi có viết một cái bài về cái thế chân vạc á, là Việt Nam Cộng Hòa, người quốc gia luôn luôn bị nằm trong cái thế chân vạc, phải đối phó với cả hai đối thủ chứ không phải là một. Một bên là Cộng sản luôn luôn lăm le thôn tính mình, một bên là đồng minh thì không có đứng với mình, chân trong chân ngoài. Thành thử ra mình khó khăn vô cùng trong cái việc mà mình tranh đấu trong quê hương của chúng ta, mà làm sao không còn Cộng sản nữa, rất là khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hồn thiêng sông núi còn đó, các vị mà anh linh chúng ta còn đó, và nhất là chúng ta được qua bên Mỹ là chúng ta được sống trong môi trường như thế này, được đầy đủ phương tiện, và chúng ta có một học thức mà đứng đầu trên thế giới như thế này, chúng ta sử dụng tất cả phương tiện chúng ta, tất cả các học thức chúng ta vào tìm ra những cái cách nào chúng ta có thể đóng góp vào công cuộc tranh đấu này cho đất nước, thì mọi người chúng ta đều mỗi người một tay, thì nó sẽ trở thành lên một cơn bão, thưa chị. Vâng. Thế, để kết thúc chương trình hôm nay thì Phiên Đan trân trọng mời quý vị nên quan tâm tới tình hình Việt Nam, và đối với nền văn hóa Việt ở đây chúng ta đóng góp được gì. Phiên Đan kết thúc chương trình, mời quý vị nghe và hưởng ứng ca khúc Hãy Lên Tiếng của cố nhạc sĩ Anh Bằng để kết thúc chương trình hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt quý vị, hẹn vào chương trình tuần tới.